Tức là cái của em thì là khoảng bao nhiêu người trong gia đình? Thực ra là cả tất cả bộ phận. Tiền là sale họ sẽ báo với thông tin để khảo sát. Tức là sale họ đến vào khách hàng trước rồi. Trao đổi cái nhu cầu khách hàng họ muốn sử dụng đường truyền như nào, tốc độ bao nhiêu, về thiết bị như nào. Thì bên em sẽ nhận thông tin, sẽ cử kỹ thuật xuống, kỹ thuật hiện trường họ xuống, họ sẽ khảo sát cách nhi cáp là như nào, có triển khai được không, và kết quả khảo sát ok, nó ok. Nó ok thì báo lại, tức là cái này triển khai về đấu về điểm nào này, và thứ thông tin khách hàng nó yêu cầu như nào thì sale nó sẽ sang nó là một ký hợp đồng. Thì đồng xong nó sẽ báo lại cho kỹ thuật, thật mình sẽ nhận tin, nó được chuyển bộ phận như là báo về phần xuất thiết bị, converter này, module này. Kỹ thuật đến, tại vì nó còn nhiều bước đến khảo sát triển khai này, thì hẹn khách hàng như nào này, bao giờ đến kéo cái dây thuê bao vào này, xong bao giờ hàn nối này, đấu nối cấu hình này, bao giờ đi áp kênh được, thời gian mà đến thuật đến tăng laptop đến test rồi nữa, bình thông đường nghiệm thu từ giai đoạn này mất đến một tuần, không như cam kết về cái FTH đâu. FTH thì họ cam kết là 3 ngày sẽ lắp được lead line, thì mất 7 ngày. Cái lead line thì nó khác gì so với cái FTH? Cái lead line thì nó bản chất là nó chạy trên cung hạ thần quang, nó là ấy không? Còn như cái bộ cái FTH đang chạy là phone từ mặt quang ấy, thụ động. Thì cái thứ hai nó tốc độ nó sẽ thực ra cũng không phải là cao hơn đâu. Nhưng mà thứ nhất nó sẽ chạy trên cái đường cáp khác, không chạy trên cái đường PON, nó đi trên đường cáp ION. Thế là nó sẽ cái tính bảo mật nó sẽ cao hơn. Thứ hai nó giảm cái rủi ro ở đứt cáp, ION nó chạy đường xuyên, nó đảm bảo về cái ổn định hơn. Cái điều của thứ hai cho cái thứ hai, và tất nhiên là giá thành nó sẽ cao hơn. Thường em nhớ là đường khoảng 5 triệu một cái đường khoảng là 1 mê thôi, 5 triệu một cái đường 1 mê cho chạy ATM. ATM vẫn phải chạy cái ấy thôi. Thực ra với trường hợp là nó gọi là bí quá vẫn cần chuyên thì vẫn có thể chạy ATH được, nhưng mà nó không ổn định và nó cũng tự bị hack. Cái ngân hàng nó cũng phải tính toán kỹ. Cái đường ION thì không bị hay, nó chạy hạ tầng riêng, cấu hình nó khác hoàn toàn. Thế là sẽ mất thời gian lâu hơn. Tức là chủ yếu đây là những đồ mình bán cho khối doanh nghiệp đấy. Truyền đúng không? Là những điều. Bên em chỉ là khối doanh nghiệp thôi. Ngân hàng, bank, office, cơ quan, hộ gia đình không là người khác sẽ theo bán. Những anh dùng ở nhà cũng gồm các thứ gọi FTTH, là chính xác FTTH. Nhưng mà khối doanh nghiệp chẳng hạn khối như nàng banh là dùng mình lead line, kênh thuê riêng. Ổn định hơn, quá. Đúng rồi. Cao hơn. Hoặc là anh sẽ, ví dụ anh có một cái size A này, ngân hàng anh ở đây này. Chẳng là trong Hà Nội nhá, em chỉ nói trong Hà Nội. Chẳng là Nhâm Đế này, Thái Hải chẳng hạn. Chỉ muốn một cái đường truyền số liệu chạy trong đây. Ngày xưa người ta gọi là các con trắng ấy. Nhưng mà bây giờ em không dùng kéo, ngày xưa bản chất là chỉ kéo sợi quang này này, thật một cái converter ở đây chuyển được quang kéo sang đây. Đoạn này là đi qua các cái tủ chạy nhà em ấy đấy, nó sang đây. Thì khách hàng họ chỉ đặt máy truyền transmit truyền điện sang đây, bên này wifi nhận này. Ngày xưa là kênh point to point, nhưng bây giờ bên em không bán kênh nữa mà chuyển sang bán kênh IPUS. Từ bản chất nó cũng như thế, nhưng mà trên này nó đi qua các cái nhà trạm này, mình quản lý ở trên này. Ngày xưa đi qua đoạn đoạn này cáp thì nó nối rồi, nó đứt cái là đi hạn. Anh em đi xuống đo kiểm hàn rất là khó. Giờ nó FUS thì nó bảo hơn, mình xác định đoạn nối mấy cái thì trên anh đi đường này nhá, thì sau anh muốn dùng cái này đấy, để này họ dùng internet hoặc là cái điểm này họ muốn kết nối sang site khác, mình không phải ngày xưa phải kéo dây từ đây từ điểm này mình Hà Nội các cái nút khớp này sang mình, nó dễ hơn. Ngày xưa là bản chất là chỉ kéo các con trắng, tự nhiên nó mất từ đây rằng mặt trí rất là thang mình cáp vào đất, tại vì cáp đấy không chỉ đi cáp mỏng được, nó phải đi cáp tám
Em bên em thì không như thành thằng VNPT được, VNPT là kéo rất là cấp to, thằng cấp 24 FO, cấp 24 core, còn đây thì kéo cấp 8 nữa, và cấp 12, để dần nó giảm giá thành đi. Thì VNPT nó chơi thằng cấp to, và giá nó cứ VNPT đánh rổ nó không mạnh hơn VNPT là cái gì đấy. Hạ tầng nó rất tủ thế là dạng thôi. Nên cái tập điểm nó làm nó khác, tập điểm của VNPT nó là hộp sắt, VNPT tiết kiệm toàn là hộp nhựa luôn. Nó giảm giá thành đi, sắt bây giờ nó sẽ bền hơn, tuổi thọ nó cao hơn. Và đến đây là hồng nhựa. Mà cũng nhiều nơi là VNPT nó độc quyền hạ tầng riêng của nó. Chặn khu vực hạt ngầm chỉ có cáp của nó đi qua. Một lúc phải thuê xong rồi VNPT đi nhiều một cái sợi, sợi quan nhiều như thế này. Gọi là thuê sợi. Còn cái thuê bên quýt lại khác. Tức là nó kéo sợi 24, các 24 không? Thì 24 BST sẽ đi một sợi cho mình. Xong mình hãy hàn từ từ cái vị nốt của nó sang nhà mình. Mình vẫn cách một kênh khách hàng. Thực ra hỏi đi nhiều các nữa. Vì theo cũng phải đi nhiều. Và nhiều khi của BST nó cũng phải đi nhiều BST. Chứ không phải nhiều luôn. Nhưng thấy nhiều khu khó là của BST nó được quyền. Dụ một số tòa như Trang Vít là có Trang Vít thì là thoải nhỉ. Nhưng có thể cái riêng của MIT là điểm nào nhỉ? Lâu quá em cũng không nhớ. Có kiểm tra lại cái list, nó cũng cái file data thôi. Em có câu hỏi gì về công ty? Không có thể giới thiệu qua về công ty mình và các sản phẩm bán em cũng không biết. Công ty anh thì là về lĩnh vực thương mại kinh doanh, có một cái mảng là kinh doanh về thiết bị truyền thông. Đấy, thì bọn anh cũng cung cấp các thiết bị đo như dùng Expo, một số thiết bị alo vâng nhưng mà cái đấy nó có thêm mấy cái mã tức là 40 và 16 á, thì là cái trước mình gửi là cái một là 100 mình cũng không biết đây là một cái dự án khác. Với cả nó có cái danh mục về các cái bộ về mức ấy. Và đúng không? Giá là bao nhiêu anh? Giá đắt hơn em. Đấy mà 60.000 nữa để đáp thế nhỉ? Thế thì anh gửi email mới anh xem là đến mức tuyệt cả đấy và thì anh xem là có cái mục nào anh em báo được thì anh báo giúp mình sửa cho mình nào rồi ok được rồi thì bên anh cung cấp cho các cái đơn vị như là VNPT, Viettel hay là một số các cái công ty con trong VNPT để làm hạ tầng mạng. Ngoài ra thì bọn anh cũng
phát triển muốn làm một số giải pháp khác về nhiều bây giờ nhiều gọi là lập trình ấy. Lập trình với phần mềm em có biết lập phần mềm thì em không chuyên programming FU ạ đúng không? Đấy thì phải bay thì cũng là nó như kiểu nó dạng như kiểu theo cái dạng add-on ấy, ứng dụng ấy trên mobile hả? Trên smartphone này. À. Tức là ví dụ anh bên khách hàng anh có một cái nhu cầu cái kiểm tra một cái gì đấy mà nó muốn online giám sát, ví dụ nó dùng smartphone nó có thể để những điều giám sát được để các cái thông số cho kiểu camera đấy. Thực ra camera thì nó biết một cái ứng dụng riêng cho cái đấy thì nếu mà không thì mình phải truy cập web truy cập web mở điện thoại dùng trình duyệt là một cái giải pháp nhưng mà tức là ví dụ nếu mà viết nó chuyên dụng hơn một chút đó. À tức là nó sẽ có cái giao diện các thứ xong rồi các cái phần thanh chủ đề các thứ kích đúng không? Hoặc là như kiểu các cái tính năng nó sẽ chuyên dụng hơn một chút mà nó khác so với cái web thông thường thì sẽ là viết một cái tức bản chất nó vẫn là hosting lưu trữ ở web nhưng mà từ cái nó giao diện dùng nó viết thành một cái application ứng dụng đúng không ạ? Dùng trên điện thoại đúng không? Thì đấy nó sẽ bên khác nó làm đúng không? Đấy thì bên anh như chuyên về giải pháp phần mềm nó sẽ làm cái phần mềm và sẽ phát triển thì nếu bọn anh chỉ là về thương mại các quan rồi các thiết bị máy ảnh quang rồi đo quang rồi đo truyền dẫn đấy CNC cũng là một cái nhà tiềm năng của anh. Em thấy như ở bên em là thường là đặt ở nó chuyển về tại vì nhập qua Sài Gòn các đơn vị ở đầu Hà Nội toàn nhập từ Sài Gòn nó chuyển về thì không biết là Sài Gòn nó nhập từ đâu tại vì trong của nó vẫn là Tân Thuận nó chuyển về đầu Hà Nội ít lắm tại vì kế toán tổng nó vẫn ở kho Tân Thuận mình đặt hàng mình gửi contact cho kế toán nó sẽ có bộ phận nó mua nhưng mà cũng cười lắm, tức là cũng khó ở nội nhập như vậy, tàn nhập server thôi, bên em cũng bán tận server các thứ mà về server về đâu là cũng có đặt order ở nước ngoài ấy. Chuyển về mà phải mất mấy tuần còn cái các cái nhập cái khu file ở Hà Nội em cũng biết thì order đặt tại vì nhá cái bộ phận kỹ thuật đặt nó sẽ order lên anh trưởng phòng kỹ thuật nhiều phần anh sẽ gửi cho một cái chị kỹ thuật trưởng này cái làm cái anh về chuyên quản lý về nhập hàng ấy. Thì cho anh sẽ báo lại cho sẽ nhập cái này thời gian là bao nhiêu nhưng kỹ thuật là anh sẽ thứ là không kê nhập nguồn từ đâu mà chỉ biết là khoảng thời gian bao giờ hàng về thì còn báo khách hoặc là báo các cái đơn vị họ nắm thông tin thì tầm đấy thì nguồn nhập thì tại đa số em thấy hay ship từ Tân Thuận ra tăng các cái kiện to rồi sẽ tải đến thực ra cái toán báo là vào test thì biết cũng không biết nhập ở đâu tại lúc anh báo vào kiểm tra luôn thì nhưng mà chỉ về kho vận đấy chuyện khác trừ ra trước làm ở phía khách thì em cũng làm kho quản lý cả cái kho bảo hành cả kho hàng nhập ấy tại vì đợt mà anh làm kia nhập thì gần nhập thành công rồi thôi đến lúc chặn tốn chứ có khi phải đến xe bốc hàng ấy thì hoàng công đấy thì test quýt mỗi bên một hai cái lỗi còn cái khoang thiết bị quang này thì cũng không làm chuyên còn anh cũng cung cấp các cái ship quang của NTT của Nhật cả NTT của Nhật bên em đang dùng 4 mã Vcell, Dasan, Huawei của Trung Quốc Vcell 3500 em cuối là những trái của Trung Quốc Dasan, Huawei hạ tầng chính là sĩ Huawei
con xít co là tàn áo quấy hết. Của mình nói chung là thiết bị của Trung Quốc nhiều. Xít co ít lắm ạ. Xít co thì em thấy như đâu cái hàng họ lắp luôn. Xít co có bên bên gì nhỉ? Bên Quốc ở đằng xít co á. Dùng con xít đây là nó cũng tương, nó là những cái giao tư xít co Ericsson đúng không? 450 Nokia rồi người à. Còn như là các cái không biết các ESP khác như vậy, với tên đấy thằng dùng xích không dùng xích xích cô thì là có nhưng ít lắm. Có vẫn có lắm, ở văn phòng em cũng có co, nhưng mà ở nhưng mà trong co bạn co thì vẫn là dùng xích Huawei và Dasan Vcell hàng xích Trung Quốc. Cái đấy thì nói chung ở Việt Nam tại vì chi phí nữa mà nó sẽ cổ rất là cao, không có nhiều nữa sao các bên khác khả năng như đi ấy, nhưng mà đấy là riêng của họ, nó là cái bí mật của khi khi mà làm cái tiền thì em chia sẻ thì đã biết rồi, không có bất khẩu thì cũng chẳng phải được. Đấy thì bên anh làm mấy có thiết bị ở đây không? Em muốn xem qua được không? Tự nhiên mình không có. Em sẽ tầm chút. Không có gì. Không có catalog này. Có catalog. Và doanh nghiệp thôi. Cái này của anh thì đợt trước là cũng có mấy khách hàng bên VNPT họ đặt hàng. Là một con xích quan à? Xích quan. Anh mà quan thì nó cũng có nhiều thiết bị, ví dụ đây là các cái dụng cụ để thực ra là nếu mà xuất quan thì chẳng là anh kéo cái đường truyền đến thì anh có thể cắm trực tiếp vào khu quần qua bộ computer đấu thẳng từ dây nhảy vào luôn. Có cái tên dụng cụ vệ tinh đầu quan connector đúng không? Connector. Cái vũ trội nhiều trong lúc theo đủ sơ qua với em về cái thì con anh chưa làm thiếu thế nào thương mại. Em nghĩ là cái gì cũng được quá tải thôi, đúng không? Cái cả đợt đấy em cũng muốn cái cả đang lọc nốt cái FC ở đây quản trị server
Thế không có thời gian học. Bọn em nhặt túi về các thứ đợt đấy học nốt ở CCNA mà giờ thì em cũng định học nốt thì em chưa cũng với thằng nó rủ đi học xong rồi cuối cùng chỗ làm cũng không dùng đến. Em biết là mấy công ty trước anh có một bạn nó làm ở bên công ty Tinh Vân. Tinh Vân đấy. Bên công ty Tinh Vân à? Nó chuyên về món điện. Tinh Vân nó cũng nó về cả vợ sơ vi vận hành như thế nào. Các đơn vị có như kiểu các cái hạ tầng mạng cần vào chiều dưỡng. Tinh Vân ngày xưa nó ở chỗ tại vì nhá ở khối khối như thế là đấy có một đội hạ tầng bọn làm riêng tức là bảo trì cát các thứ hàn rất là nội riêng. Còn cái phần mềm thì không nó cũng giống công việc cũng giống y y xì như em nhưng mà nó làm trước em nhiều thì có anh lớn tuổi hơn em. Chưa anh làm đấy ạ? Có một cậu bạn nó cũng học một cái khoa và cũng từ đến đâu đấy thì là nó cũng làm ý là công việc của em nhưng mà bây giờ chắc là nó như kiểu sau ba năm qua bên này công ty nó sẽ hiểu tiến triển theo một cái hướng về phát triển công nghệ giống như em như có những cái bạn mới một cái hệ thống mới đúng không? Sẽ làm theo một sự là những cái công việc cũng giống của đi bảo trì bảo dưỡng đấy tức là cũng lắp đặt thiết kế cho khách hàng chỉ khác là bên FPT nó lớn nó cơ có thể là mua thẳng trực tiếp các cái đường truyền đấy đấy những cái đơn vị nhỏ nhỏ thì họ chắc sẽ mua lại được chuyển. Thế còn về cơ bản thì nó giống công việc của em thì nó liên quan nhiều đến các cái hãng như nhiều Cisco này Cisco cung cấp các cái thiết bị cứng cho đồng loại cũng khối doanh nghiệp nhiều thì cái này chắc là làm chuyên về tích hợp hệ thống luôn nhưng mà biết cái các cái giải pháp solution chạy trên hạ tầng thì thấy có bên fit họ làm nữa nó chuyên về tích hợp hệ thống tức là biết cả phần mềm đi kèm tức là nó cung cấp cả thiết bị này cũng có đường truyền này trong cả cái giải pháp nhưng mà cái tương lai của em ví dụ trong cái lĩnh vực của em thì cái tương lai khi mà mình làm mà về già thì mình sẽ làm cái gì nếu mà công việc như thế nếu mà cái công việc bảo trì bảo dưỡng thì sau này thì tương lai mình sẽ phát triển được không bảo trì thứ đấy không làm đâu tại vì dưới có đối tác họ làm rồi có công ty hạ tầng viễn thông bác cái tin họ làm cái phần đấy từ kỹ thuật đi đo chạy ngoài đường ấy. À không, ý em nói như kiểu... Còn làm trên cấp điều hành nữa các. Cái công việc của em là nó liên quan đến cái mảng vận hành đúng không? Đúng rồi, vận hành thôi. Tức là khách báo sự cố mình xử lý rồi. Đấy. Thế thì cái tương lai của nó thì nó sẽ... Ví dụ người già, như kiểu không như hội trẻ nữa, mình không như kiểu... Nhanh nhạy, không như kiểu...
cái tư duy của mình nó sẽ không nhanh như một trẻ nữa, đúng không? Mà cái lĩnh vực của em là một trẻ nó là nó khỏe, đúng không? Đúng rồi. Nó như kiểu chịu được cái áp lực công việc, rồi stress thì khoảng sau 10 năm nữa là mình sẽ không thể bắt kịp cái độ trẻ. Cái một tương lai của mình là sẽ như là thứ hai là mình biết cái anh em hỏi em thấy cũng nhiều người hỏi thế. Tại vì chỗ anh em làm cùng từng tuổi nhau ấy, tao mày làm được 10 năm không biết có đây được sếp không có thứ hôm nay anh nghỉ giờ bán hàng thứ. Thứ ra đấy cũng là cái một cái gọi là nhiều người làm kỹ thuật họ cũng thoát khi mình làm đến tầm bao nhiêu tuổi sẽ nghỉ à, số là cái tâm lý đấy là như kiểu đào thải, đúng rồi. Là một là chuyển sang bán hàng hay đi làm những nghề khác thì không có cái sâu về kỹ thuật. Tại vì lúc thực ra càng công nghệ càng khó lên. Mà như thế nha, bọn nó trẻ nó cũng khủng. Tức là mình có một cái trang mình đi từ đi theo hai thứ đây thì còn đáng được. Chứ đồng cái chúng nó chẳng đi học xong nó vào nó đứng ở đấy luôn. Ở dưới này chúng nó không biết làm thế nào. Chỉ là làm từ đầu thì còn có cái hay thì mình làm mình cứ theo dần. Từ ngày xưa là từ ADSL, từ lên POM nó khác nhau như thế nào. Bây đùng cái ông nói ông làm luôn từ POM cũng chả biết ADSL nó sẽ khác đồng nó như nào. Xong rồi càng ngày nó chạy bay tiên nó sẽ dùng công nghệ ánh sáng như Li-Fi. Anh nghĩ là bay tiên nó sẽ dùng công nghệ ánh sáng này truyền luôn bằng cái thẳng đèn ấy, nó sẽ phát được tín hiệu khác luôn như kiểu Bluetooth ấy đấy, nó kiểu vậy. Còn cái bay tiên cái hạn từng giây nó sẽ bỏ dần, không dùng được. Cho nên hạn từng giây nó sẽ bỏ dần, dần. Ngày xưa là sợi khắp đồng, giờ là sợi khắp quang. Bây giờ nó đang nghiên cứu công nghệ pha ánh sáng này, nó tắt rồi luôn. Là bóng đèn mà nhà anh dùng nó sẽ tung luôn về thế hệ mạng rồi đấy. Trong phạm vi... Thực ra nó nghiên cứu công nghệ đấy luôn, phải tầm mấy năm nay rồi. Nhưng mà này nó còn... Nó test tại vì... Thứ nhất là nó phát nó còn ảnh hưởng đến con người. Đúng rồi. Đúng rồi, anh dạy muốn phát cái tầm... Một số 3 như một số Wi-Fi ấy. Tần số Wi-Fi là 24 MHz, đúng không? Còn 5G nó có cái băng tần của nó ấy. Một phát cái tần này nó cũng ảnh hưởng đến người ấy. Tại vì sóng điện từ nó có tác dụng sinh lý chứ. Mình nói cũng đến điện thoại để cho tốn nó có ảnh hưởng rồi. Và nếu mà để cái này nó phát. Bây giờ mình dùng Wi-Fi có chỉ có 100 MHz, đúng không? Nó dùng bằng gig chắc chắn là cái tần số nó phải cao lên. Và cao lên nó sẽ ảnh hưởng con người. Thế nó chưa đưa vào sử dụng rồi. Giờ nghiên cứu chạy thì nó chạy được đấy. Thực ra về bản chất mình như kiểu mình phát ở ngoài IDRA ngày xưa ấy. Từ hai cái đặt ra ở truyền đấy. Trước cái Bluetooth là cái IDRA ấy nhá. Như kiểu cái TV là cái ngoại ấy. Xong rồi sau nó mới lên công nghệ Bluetooth xong rồi Wi-Fi ấy. Thực ra cái nó ảnh rất là ảnh hưởng. Chứ là anh có học truyền thông hay anh học hành gì? Anh đi học, anh không học điện tử điện thông, nhưng mà bạn anh học. À, học kinh doanh. Cái này nó rất là ảnh hưởng. Ra nó nghiên cứu thì nghiên cứu chạy được, nhưng mà để đưa vào thực tế thì em. Ví dụ như ngày xưa mình cách chạm khó sáng khi đó. Anh học khoa, nhưng anh học khoa khai. Hả? Bạn ngồi lưu. Vậy bạn anh học khoa điện tử điện thông. Anh nghĩ khi bao nhiêu? Anh vừa. Bằng xếp thôi nhé. Cái chỗ phóng viên cũng tầm đấy. Thế thì nói chung là cái công việc của anh chưa biết như kiểu cái công việc của em nó tương lai nó đi đến đâu, chắc là bạn anh nó chuyển một đồng chí nó trước nó học cũng bạn anh nó cũng chuyển sang cái mảng chứng khoán. À thế mảng chứng khoán nó biết từ tay trái rồi chuyển tay phải đó. Tức là những cái công việc đấy như nó không như kiểu sau một thời gian dần dần nó sẽ chán không còn là như kiểu đam mê hoặc là đấy nữa, mình cảm thấy chán chuyển sang một cái lĩnh vực khác. Ít người không ít người mà trừ là khi lên quản lý. Nếu mà lại thì là nhưng mà là chuyện này chuyện làm trong lĩnh vực đấy mà chỉ kỹ thuật không thôi thì cứ khoảng 5-10 năm là nó bị đào thải mạnh ra rồi đấy. Thì lớp trẻ nó là thì công việc của em đúng không, làm ngày làm đêm đúng không, khách hàng gọi đến là em phải trực có đúng không, chính xác. Khách hàng gọi đến là em phải công ấy được là em phải chạy đến. Nếu có on-site đúng không? Thế nhá. Thế nên là bây giờ
sau một thời gian đúng không, em cảm thấy công việc nó nhàm chán đúng không, sức lực nữa mình cũng hạn chế đúng không, giảm dần. Cái đấy là cái sự nhiều đào thải doanh nghiệp, trong khi nhiều những cái có thể là công nghệ mới thì bọn em yêu thích thì của bọn em vẫn còn đam mê đúng không, nhưng mà đến một cái thời điểm nào đấy thì nghĩ rằng là những kiểu công việc nó vẫn là như thế, nó không có gì nhiều thay đổi đúng không? Đúng. Đấy. Anh bây giờ anh gặp cho đấy, tại vì như kiểu nó như nào, nếu mà mình không phấn đấu lên được làm sếp thì mình sẽ ở đâu trong vài năm, mười năm nữa? Đúng. Chính xác, anh nói em cũng thấy một điều đó là đúng. Tại vì anh em phụ thuộc vào nhau cái tầm tuổi tuổi 8x ấy. Cũng tâm sự là mấy chục năm cũng biết cứ dạo em thấy như cái tâm lý như vị trí các vị trí bên kia đang làm thì làm như kiểu là đi phố phải hết ngày đi về cứ ngày nào biết ngày đấy đều thì chính vì thế là cái đợt mà làm với tê ấy mà cũng rất là nhiều bạn nhưng mà cứ do là mình muốn học một tí là hay đấy. Mà khi nó ích cho mình chẳng mình không làm nữa, mình có thể ứng dụng sang những mảng khác thì làm. Chính vì thế một lúc mà ở mấy thế mà dù bị ăn rất nhiều, giao rất nhiều việc nhưng về ai cũng nhận. Thì mình học hỏi, mình thêm cái kỹ năng cho mình chẳng may thì mình không làm kỹ thuật nữa, mình làm mảng khác. Tại vì em thấy là những người mà họ từ kinh sale mà họ làm kỹ thuật ấy, những người họ rất là thành công. Còn chẳng như từ sale đi đều rất khó. Nhưng mà cái ông mà tự thuật cũng như thế làm rất là tốt. Tại vì họ nắm được kỹ thuật, họ biết cái tâm lý kỹ thuật, khách hàng họ cũng nắm được. Như cái anh gì nhỉ? Anh giám đốc của trung tâm em ấy, giám đốc của tầng bác ấy. Anh ấy chưa em cứ làm kỹ thuật đi lên. Mà cái anh giờ anh làm được quản lý cả khu vực từ Hà Nội đến tận Hà Tĩnh. Anh cũng làm kỹ thuật. Ngày xưa ông cũng là về kỹ thuật server. Chứ để bảo những người mà làm từ kinh doanh lên khó nhất là máy kia nó công nghệ rồi không nắm được. Tại sao họ chỉ biết là tôi bán giá này, tôi chào giá này được, khách mua ok kỹ được, tôi ăn lợi hợp sau khi, nhưng mà máy kia nó không nắm được cái bản chất luôn, máy kia nó công nghệ thay đổi, khách nó đòi hỏi nhiều hơn, nó lại bắt đầu phản nó phút giờ lại về đội nhà mình. Thế là khách hàng nó đòi hẹn ông phải làm được như này. Không làm được, cái thuật đó được học lên đâu. Công nghệ mới chảy trên mình, thiết bị không có, thực hành gì cả. Bây giờ khách nó sang nó đòi bắt cố hình một cái con... Anh ấy có chết có cái con gì... Cái gì nhỉ, cây mất cái mã ấy rồi. Thế chưa làm cái mã rồi, thế chỉ làm mỗi micro tích, cái thứ... Prime World Resell, được bắt sang cố hình đến sau là... Nó giống nhau, thứ nhất phải view khách, lệnh của khách. Cái lệnh mà đánh trên auto nó khách. Chắc anh học về xin này phải khẳng định được cái các vị của Cisco. Mới đi treo nó lại mã lại khác. Nó phải có một cái lead lệnh của nó dạng ra gán IP nó phải nhanh. Thằng Cisco đánh lệnh lệnh khác hẳn nhau. Cú pháp khác hẳn nhau. Sao mà vui không thể vui. Bắt buộc thứ nhất phải cùng nghiên cứu. Có thị vị đấy, có gọi là database của nó, là cái file lưu của nó, menu của nó. Mình xem mình tra ngược lại chẳng hạn, lệnh này bây giờ đánh tra này hình như nhanh phải làm lại một cái tài liệu lại trên linh lại kỹ thuật, chứ bản sắc là sao làm không làm mà một cái bước chuyển giao chính là cái bước mà đây từ thằng Cisco sang này, chứ bảo ông nhập con này phải bán, nó cũng chưa bán được rồi. Ông bán được phải cố hình cho người ta đi đúng không, sao ông bán sàn thu tiền về xong không khách không dùng cái thằng chửi cho vậy, nó còn đánh ấy ra rồi. Em không được chuyển sang mà làm cái thứ gì là chuyên tu hơn. Tại bây giờ nó chỉ làm cái này thiết bị này, cái kia nó làm chuyên kia. Còn như anh bảo ấy, thì làm ra một hồi ấy, em cũng tại vì em cái tầm tuổi em đấy rất là nhiều. Còn tầm như của anh thì phải lên là sếp, không có bác là tầm tuổi này kỹ thuật đâu. Không có. Như lắm. Thế chỉ có vét 2080, 81 rồi. Bây giờ có tầm 94, 93, nhiều. Thế là như em thì nó là nó cứ ép nhiều số khách, từ khách nó sẽ nghỉ. Đúng không?
tự khắc nó sẽ nghỉ thôi. Nhiều quá mà lương cũng chả được bao nhiêu đâu. Thả ấy thế là nó sẽ ấy theo cái lúc ấy nó cũng cái tay đợt trước em nghỉ cũng mấy thằng cũng bằng tuổi em nó nghỉ rồi. Thế là về thì không biết cứ về á. Xong rồi kỹ thuật còn nhiều ông cũng kiểu đưa cái chân mới nhảy. Ta cũng đang suy nghĩ là cũng có câu hỏi giống anh, chứ 10 năm cũng sẽ làm gì ý. Một, chứ là chắc là làm gì cũng phải tính được một cái vốn ra. Làm gì cũng phải có vốn, mình phải có một cái kiến thức nữa, kinh nghiệm, cái tầm nhìn nữa, quan trọng với tầm nhìn. Thì quan trọng nhất em phải là cái tầm nhìn. Tầm nhìn nó sẽ cần cái gì, làm cái gì. Vốn là một chuyện vốn tí bay. Nhiều bác cũng bảo là muốn kinh doanh người ta không có vốn. Vốn không thể vay đi mượn thì không quan trọng, có vốn nó không làm gì. Cho cầm đồ hay là đi vay nặng lãi hay thế nào. Đi buôn nó cũng phải có nguồn nhập, nguồn bán. Buôn phải có nguồn nhập tốt. Có cái đầu ra khách hàng, có cái lượng khách hàng bán được cái sản phẩm đấy. Bán được người này ở dưới cho người kia. Phải bán, làm ăn chủ sở bán xong té cho một cái nhịp khác. Tại xưa như là công ty em làm đầu tiên này là cũng kiểu thế. Bán được hàng và xong thu tiền về còn bảo anh kệ. Đó là những cái chủ tập. Cũng nhiều doanh nghiệp như thế, doanh nghiệp ma đấy. Họ làm nó chỉ bán ra thời vụ. Doanh nghiệp blue bán xong hết là công ty khác. Chuyển văn phòng ra được. Rất nhiều công ty như thế. Đúng không? Đó là một cái hình thức doanh nghiệp cũng kiếm được lợi nhá, nhưng mà làm thế thì không ổn. Thế cũng 2 năm ở UK học rất là nhiều. Cũng 10 năm nữa câu hỏi của anh là em suy nghĩ. Thực ra cũng câu này cũng nghĩ thâu rồi. Còn 10 năm nữa mình có tiếp tục làm kỹ thuật không? Hay mình làm cái gì? Tại kinh doanh mình chưa theo, không biết là khoảng bao năm nữa có khi chuyển sang kinh doanh. Đại đa số là chỉ có buôn bán mấy anh kiếm được, anh có nhận không? Thực ra giờ đấy, nói chung là mình có những buôn bán thì nó cũng cái cách tiếp cận nó là đơn giản nhất, đúng không? Thế thế còn lại là mình nếu mà cao hơn, cao cấp hơn, ví dụ mình có một cái ý tưởng về giải pháp gì đấy thì nó sẽ khác so với những người hoặc là đa số, đúng không? Ví dụ em có ý tưởng, em có kinh nghiệm trong lĩnh vực, đúng không? Xây dựng một cái giải pháp, cung cấp cái giải pháp để cho những cái khách hàng mà em thấy là họ cần, đúng không? Thì đấy là cái mà mình tận dụng được những cái mà lợi thế của mình, đúng không? Thế còn ví dụ em làm kỹ thuật, em nghỉ ở UPT thôi mà rồi thôi nhờ ra không biết làm gì, kinh doanh thì nó rất là nhiều. Ví dụ em làm được những cái mà liên quan đến công việc của em thì nó là một cái lợi thế. Nhưng mà có những người ta ra nhưng mà người ta không làm cái lĩnh vực mà người ta đã có lợi thế cũng rất nhiều nhé, đúng không? Đúng. Vì người ta không tận dụng được các cái mối quan hệ, không bán được, tức là không có sản phẩm hoặc là không có khách hàng, người ta không bán được. Thì họ kinh doanh theo hướng các thứ, bán quần áo, bán đồ ăn, bán các thứ, đúng không? Thì đây cũng có rất nhiều người đấy, đúng không? Đấy. Thế thì đấy là mỗi người mỗi cách. Thế còn anh thì anh thấy là đúng là bọn em làm trong cái lĩnh vực mà như này chắc chắn là 5-10 năm nữa là mình không thể tồn tại được trong môi trường như này. Thì lớp trẻ nó ra, trẻ bây giờ nó cũng có thể là như kiểu làm ngày làm đêm,
nó ngủ lại cơ quan, đúng không? Mình năm mười năm nữa không thể ngủ, không thể ở lại cơ quan mà mình hoàn thành xong công việc. Tất nhiên lúc đấy mình còn sức khỏe, còn có gia đình, đúng không? Đúng không? Có con cái để chăm sóc, đúng không? Không nghĩ là lúc trẻ nó như kiểu chưa cần phải lo nghĩ gia đình, đúng không? Nó còn sức khỏe, nó khỏe, rất là khỏe. Có thể là nó làm cả đêm xong hôm sau vẫn đi đá bóng mà thế. Thế vậy thì vị trí của mình lúc đấy ở đâu? Đúng không? Đấy, có thật ra thì rất khó, đúng không? Chung là chia sẻ với em cái Thôi cảm ơn anh rồi. Thôi có gì là xin phép em về. Tôi cho em xin hồ sơ. Vâng, cảm ơn anh. Thế mình từ hai căn phòng rồi anh. Anh không, kia là đăng ký kinh doanh không? À, từ trên hóa đơn đúng không? Thực ra đấy là nhà mình. À, thế ạ. Vâng. Cảm thấy mình anh cũng buồn nhỉ. Không có bạn hôm nay bạn sáng nay Thế bạn cũng chủ hai người thôi à? Thực ra công ty anh cũng có làm kinh doanh thì cũng có mấy người, nhưng mà đợt vừa rồi là có một bạn bạn cũng em nghỉ đây, bạn đi đi ra nước ngoài. À, Ừ. Nghỉ tháng 4 rồi.